tới công chuyện các nhà khoa học phát hiện loài chuột đầu tiên biết trồng trọt, con người không còn là vị trí độc nhất nữa rồi. Con người thường tự phụ mình là loài động vật có vú duy nhất trên trái đất biết trồng trọt. Nhưng bây giờ, có một loài động vật có vú đầu tiên không phải con người dường như cũng biết làm điều đó. Trong một nghiên cứu mới trên tạp chí Current Biology, các nhà khoa học cho rằng loài gopher hay chuột túi Mỹ cũng đã biết canh tác nông nghiệp. Những con chuột túi Mỹ này thích ăn rễ cây thông lá dài. Do đó, chúng thường đào hang phía bên dưới những cánh đồng hoặc khu rừng có loài cây này. Nhưng chuột gopher không chỉ thu hoạch những đoạn rễ thông lá dài mọc vào hang, mà chúng còn biết trồng thêm những rễ cây mới để ăn. Những con chuột tạo ra những khu vực canh tác riêng trong hệ thống hang của mình, thường dài cả 100 mét với những đường hầm quanh co. Chúng cũng thích trữ nước tiểu và phân để bón cho những rễ cây nhằm gia tăng năng suất. Trong khi có một số cuộc tranh luận khoa học xung quanh định nghĩa của trồng trọt để xem liệu hành vi của chuột túi Mỹ có đủ cấu thành hoạt động trồng trọt hay chưa, các tác giả nghiên cứu mới chỉ ra một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy những con chuột này đã quản lý được một nền nông nghiệp, ít nhất như cách con người quản lý rừng. Mấy anh em cẩn thận chứ một ngày nào đó là phải ăn gạo của chuột trồng đó nha.